Dưới đây trong tâm tình tri ân và cảm tạ một em thiếu nhi đại diện cho các em đoàn sinh trong sứ đoàn do Kim giáo sư Đức Kiêm có lời tri ân và cảm ơn đến quý cha và toàn thể cộng đoàn. Trong mình quý cha, cách riêng là cha xứ Giô-xê và cũng là cho những vị rất tình mến của sứ đoàn thiếu nhi đại diện do Kim giáo sư Đức Kiêm chúng con. Kính thưa quý thầy, quý vị trong ban hội đồng giáo sư, quý thầy cô giáo Lý Yên, quý ban ngành đoàn thể trong giáo sư và toàn thể cộng đoàn dân trường, con xin đại diện cho tất cả các bạn đoàn sinh trong giáo sứ đoàn thiếu nhi thánh thể do Linh Hữu Việt có những lời thông tình tri ân dâng lên cho sứ và toàn thể cộng đoàn. Hôm nay là một ngày hồng ân đối với thiếu nhi giáo sứ Hữu Tiệm chúng con, ngày mà sứ đoàn thiếu nhi thánh thể do Kim bước sang tuổi thứ 8. Và sau 2 năm đại dịch, hôm nay các đoàn sinh trong giáo sứ đều tăng lên cấp mới. Với cấp ngành mới, chúng con đều làm mới lại tinh thần của mình, cùng với quyết tâm mới làm mắt Chúa cho giới trẻ mọi nơi. Hành trang chúng con mang theo để giới thiệu Chúa đến với mọi người là đời sống cầu nguyện, giúp lễ, hy sinh và làm việc tâm đồ. Dẫu biết rằng bắt đầu là tinh thần và quyết tâm thì thật là hung hãn, còn bước đường chúng con sắp qua thì này những trong gai của ba đồ là thế gian, xác thịt và ma quỷ. Tuy nhiên, chúng con vẫn luôn tự hào rằng bước vì biết Chúa Giê-xu thánh thể luôn đồng hành cùng chúng con, và chúng con có thể trở nên vĩ đại ngay trong chính nước mơ của mình. Trước tiên, chúng con xin cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa đã thương ban cho chúng con. Có nhiều ngày hồng ân này, chúng con xin mượn lời Thánh Kinh 125 để ta nghe rằng: việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chất chứa một niềm vui. Trong ngày hồng phúc này, chúng con xin tri ân cha xứ, cũng là cha tuyên bí kính mến của chúng con. Ngài đã dành cho chúng con tình yêu thương chiều mến. Trong suốt thời gian mục vụ giáo xứ, cha luôn hết lòng quan tâm, chăm lo cho đoàn thiếu nhi chúng con. Và ngày sinh nhật sứ đoàn hôm nay, với các chương trình trại hè, thi dòng lý, dung chuông vàng, và đặc biệt là thánh lễ mừng sinh nhật, và tăng cấp trao cử hành chính là hoa trái tình yêu mà cha dành cho chúng con. Chúng con xin khắc ghi tình cảm và công ơn của cha mãi trong lòng. Chúng con xin cảm ơn Đức Ông, cha trần giáo sứ truyền tin, đã về đây hiệp dân thành lễ cầu nguyện cho sứ đoàn chúng con. Chúng con xin cảm ơn quý thầy, các thầy cô giáo Lý Yên và các anh chị vinh dự trưởng đã hướng dẫn, đồng hành với sứ đoàn chúng con trong những buổi tập và lo toan chuẩn bị các chương trình trong ngày lễ sinh nhật và thăng cấp hôm nay cách xuất sáng và trang trọng. Chúng con cũng xin cảm ơn quý chức trong ban hội đồng giáo sứ, các ban ngành đoàn thể trong giáo sứ đã giúp đỡ để chúng con có ngày lễ sinh nhật thăng cấp trang trọng, vui tươi và xuất sáng. Chúng con không quên cảm ơn ông bà, cha mẹ và thân nhân đã tạo mọi điều kiện cho chúng con trong suốt thời gian qua và đã âm thầm nâng đỡ chúng con cách này hay cách khác. Chúng con nguyện chúc quý cha và toàn thể cộng đoàn luôn trào tràn lòng ân của Chúa. Xin bình an của Chúa luôn ở đặt trên quý cha và cộng đoàn luôn mãi. Kính thưa quý cha và toàn thể cộng đoàn, với khẩu hiệu cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, làm
những việc đó, chúng con rất cần phải báo ơn Chúa trợ giúp. Chúng con xin quý cha và cộng đoàn theo lời cầu nguyện để chúng con ghi nhớ mà đem ra thực hành. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng rèn luyện hơn để chính đáng là một người thiếu nhi thánh thể như lòng Chúa và giáo hội mong muốn. Chúng con xin tri ân, cảm tạ cha và toàn thể cộng đoàn. Thiếu nhi, thiếu nhi ơi, các con nổ một tràng pháo tay thật to thật giòn đã để cảm ơn thầy Phêrô. Ngày hôm nay là thầy muốn đã để cho cái niềm vui nó được trọn vẹn, thì mai thầy mới có lời chào cộng đoàn, chào các con thiếu nhi để thầy về trường. Vậy thì hôm nay chúng con cảm ơn thầy, thầy đã hy sinh vất vả về với giáo xứ. Chúng con đây là ít người, cho nên là tất cả mọi công việc đều phải đến thầy lo cho hết. Con thì nhiều khi đi phục vụ rồi cái công việc bỏ công việc kia của giáo xứ con chẳng lo được, nên mà thôi thì cũng bắt nạt thầy, con nhờ thầy mọi việc cái gì thầy rất là trung toàn trong cái bổn phận trách nhiệm mà đã được giao phó. Con cầu chúc thay mặt cho cộng đoàn tất cả mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con để cầu chúc cho thầy năm mới này thầy nhập trường thì thầy cảm khá rất nhiều những cái thành công trong ơn nghĩa Chúa. Đặc biệt là năm nay là cái năm cuối cùng thì thầy cũng rất là vất vả, phải cố gắng làm sao hoàn thành hết tất cả các môn học để rồi mãn khóa ra trường để tiến tới một bước tiến mới. Thì chúng con chỉ biết là cầu nguyện cho thầy, xin Chúa luôn luôn đồng hành với thầy, nâng đỡ thầy ở phần hồn như phần xác, và xin Chúa linh thần là điều mạnh khôn ngoan của Thiên Chúa luôn luôn ban nhiều những ơn linh thần của Chúa, ơn khôn ngoan của Chúa để thầy học hành, thầy thu gặt hái được nhiều những cái kết quả trong cái công việc học tập cũng như là đời sống tu trì thân thiện cho Chúa. Chúng con xin cảm ơn thầy. Ngày mai thì thầy sẽ có lời chào cộng đoàn, chắc ngày mai cũng đi tối nay về mẹ thì mai ngủ chắc cứ đi lễ được nghe. Thầy cha cũng nói với thiên nhiên là tiếp tục cầu nguyện cho thầy nhé. Mai kia thì thầy được làm bên cô về thầy về đây, thầy con sắp cộng là giáo xứ đây thì thầy sẽ chăm lo cho các con nhiều hơn nữa. Rồi, một chàng vỗ tay nữa, cảm ơn.